Sau Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu cả nhà một cái chiếc máy lọc khí Daikin. Con này em bán giá rất là tí cho các bác nhé. Giá em bán là 2,1 triệu. Để ngon bổ rẻ, bảo hành 1 năm, mọi chức năng hoạt động ok. Để, giá 2,1 triệu thôi ạ. Siêu rẻ luôn, bao tất cả về giá luôn ạ. Mọi chức năng hoạt động ngon lành, bình thường, bảo hành 1 năm, hình thức như trên clip. Trên clip các bác thấy còn rất là ok đấy, giá 2,1 triệu. Còn một hai con cuối lô bán nốt để nhập lô mới các bạn, cho nó đỡ phải sang dồn sang lô kia, cho nên là bán nốt 2,1 triệu. Con em để mã số 5 nhé, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn. Econavi, à quên mất, khóa trẻ em đấy. Hẹn giờ Eco buồm lọc khí, tắt bật ion, thanh timer, báo phần trăm độ ẩm, hai cột lọc tĩnh điện hai bên, màng HEPA đi zin đi theo máy của nó vẫn còn rất là đẹp, cho nên không thay nhá, màng rất là ok này. Đấy. Màng đi theo máy còn là đẹp, để lại. Thanh timer, hai cột lọc tĩnh điện, thanh timer đây. Con này thì mình dùng trong phòng khoảng 50 đến 55 mét vuông trở lại. Bên này là khu vực bình nước bùa. Đây. Đây, cái chất lượng bụi mịn 2,5 cho các bác này. Này, chất lượng không khí cũng khá là ô nhiễm đấy, vẫn trong ngưỡng an toàn nhưng mà chỉ số cao. Đấy, chất lượng rất là tốt thôi nha. Đấy, con này em đầu biến áp điện 220V rồi, em bán là 2,1 triệu, bảo hành 1 năm cho các bác nha. Đấy, chỉ lắp vào khớp cái ở đây trên báo AH, trên vào chốt này thôi. Giá 2,1 triệu các bác nha. Bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ. Máy hoạt động ok, ngon lành, hình thức như trên clip. Đấy. Chả lỗi lầm gì cả, hình thức vẫn còn rất đẹp. À, xin chào các bác nhé.